quý vị, với sự hỗ trợ của các nhà khoa học thì những bà con vùng cao của tỉnh Lai Châu đã biết trồng sâm theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, sâm thương phẩm thu được mới chỉ tự bán cho thương lái với giá trị thấp, thậm chí là bị ép giá. Với tư duy kinh tế, có một người phụ nữ trẻ đã từ miền xuôi lên miền ngược giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất, tiếp cận với thị trường. Chị đã góp phần giúp nâng tầm thương hiệu của sâm Lai Châu. Trong chương trình Nông Dân Mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người phụ nữ này ạ. Năm 2013, sâm Lai Châu lần đầu tiên được tìm thấy trên những đỉnh núi cao nơi cuối trời Tây Bắc. Nhiều phân tích khoa học cho thấy sâm Lai Châu có chứa nhiều hoạt chất quý giá với 70 saponin, cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Hành trình nếm mật, nằm gai, nghiên cứu, bảo tồn các giống sâm quý của Lai Châu của các nhà khoa học đã tạo nên cơ duyên giúp chị Nguyễn Minh Huệ, một giảng viên đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, quyết tâm ngược đường, ngược gió đến với Tây Bắc, đồng hành cùng bà con vùng cao trên con đường xây dựng và phát triển thương hiệu sâm Lai Châu bài bản và bền vững. Tình yêu của chị Nguyễn Minh Huệ với nông lâm nghiệp, với những cây sâm được hình thành từ những lần chị được cùng chồng, vốn là một nhà khoa học đang nghiên cứu đề tài về bảo tồn các giống sâm quý của Việt Nam. Ban đầu, những chuyến đi Hà Nội, Lai Châu chỉ mang tính chất tham quan, dần dà, sau quá trình tiếp xúc, quan sát cách thức sản xuất của bà con, chị nhanh chóng nhận ra những điểm yếu trong tiếp cận thị trường. Với kiến thức dày dặn về ngành tài chính, chị đã nảy ra ý tưởng hỗ trợ bà con khắc phục những nhược điểm, đánh thức tiềm năng của sâm. Bà con tìm được trong tự nhiên, đấy là tự phát. Không có một cái đơn vị chuyên tâm nào có thể là phân phối sản phẩm cho bà con. Vì lý do đó là bà con bị thương lái ép rất là nhiều. Họ nói bao nhiêu bà con bán bấy nhiêu. Thế thì nhìn vào đây thì có hai vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì được cái dòng sâm quý trong tự nhiên. Vấn đề thứ hai là có một đơn vị sản xuất có kỹ thuật và có sự tham gia của các nhà quản lý để quy hoạch lại cái vùng trồng cho bà con. Ban đầu chị Huệ chỉ dừng ở việc tư vấn, góp ý nhưng không hiệu quả. Vì thế chị đã quyết tâm bắt tay vào làm cùng bà con. Người phụ nữ thành thị lên vùng ngược làm nông lâm nghiệp, đó là một hành trình không hề dễ dàng. Khi từ miền xuôi lên miền ngược, thì mình đã hình dung ra được ở vùng đồng bào, vùng cao, người ta có những cái điều kiện sống rất là khó khăn. Nhưng khi đến đây thì mình thấy cái độ khó khăn nó còn cao hơn rất nhiều so với cái suy nghĩ, cái tưởng tượng của mình. Một quả đồi nó trùng trùng điệp điệp, xanh mướt phủ sóng bởi những cái cây rất là cao mà đường thì lên rất là khó khăn. Không có đường để lên mà bọn mình đi dưới những cây thảm cỏ và vạch cỏ ra để mà đi. Thực sự mình cũng nản, rất là nản bởi vì điều kiện khó khăn như này. Dù rất nản, nhưng sự yêu thương quý mến của bà con dân tộc Dao, dân tộc Mông tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã giữ chân chị ở lại với mảnh đất Tây Bắc này. Càng làm, chị càng thấy khó khăn không chỉ dừng ở điều kiện đi lại, cơ sở vật chất, mà còn chính là đầu ra của sản phẩm. Thời điểm đó, thị trường của sâm Lai Châu gần như con số 0, vì chưa có quảng bá trên thị trường. Tuy nhiên, theo quan điểm của chị Huệ, chính việc định hình thị trường ở vạch xuất phát này lại mở ra nhiều đất để những người có tư duy kinh tế tiếp cận. Để sâm phát triển hiệu quả bền vững hơn, chúng ta phải thay đổi tư duy, chúng ta phải tiếp cận cây sâm theo chuỗi ngành hàng. Chúng ta nhìn nhận cây sâm như một cái sản phẩm đơn thuần, không phải vậy. Chúng ta phải tích hợp giá trị to lớn của sâm thành một ngành hàng. Từ sâm chúng ta có thể chế biến được rất nhiều những sản phẩm, từ thực phẩm cho đến mỹ phẩm,
chúng ta phải chuyển dịch cái giá trị cây sâm từ nông nghiệp sang công nghiệp. Từ đó thì chúng tôi có đầu tư về cơ sở hạ tầng, cơ sở để chế biến, sơ chế và cho phế sâu về những cây sản phẩm về sâm. Với quan điểm phải thay đổi cách tiếp cận thị trường, chị Huệ đã cùng một số bà con tại xã Giang Ma thành lập một hợp tác xã, đồng thời xây dựng một xưởng chế biến các sản phẩm trà từ sâm. Cách đây 5 năm, đây là xưởng chế biến duy nhất ở vùng sâm Lai Châu. Tôi đã có những cái cuộc đi tham khảo thị trường, nhìn ra cái thị trường của sâm Hàn Quốc và một số sâm trên thế giới. Thì người ta gọi nơi đây là những cái sâm Hàn Quốc là cây tỷ đô. Thế thì sâm Việt Nam ta cũng là một loại sâm quý và được cả thế giới công nhận. Từ đó tôi có một cái tham vọng là đi tìm hiểu, đi học hỏi những kinh nghiệm của những quốc gia đi trước để có thể chế biến sâu hơn những cái sản phẩm thô ra những cái sản phẩm như trà, như mật ong và một số những cái sản phẩm khác chăm sóc sức khỏe cũng như là mỹ phẩm cho người sử dụng đa dạng hơn. Sản phẩm chế biến đã có, nhưng làm sao đưa ra thị trường lại là một vấn đề không hề dễ dàng. Qua tìm hiểu, kết nối, chị Huệ bắt đầu đưa sâm tươi và các sản phẩm chế biến từ sâm đến với các hội chợ. Chị cho rằng đây là cơ hội để sản phẩm của mình có thể tiếp cận trực tiếp tới khách hàng, đồng thời bản thân chị cũng được lắng nghe ý kiến của khách hàng. Tuy nhiên, do sâm là sản phẩm có giá thành cao nên không ít người dù đã được tư vấn kỹ càng nhưng vẫn không yên tâm về chất lượng cũng như nguồn gốc của sâm. Lúc đó một cái cảm giác rất là buồn, bởi vì là giải thích rất là kỹ càng với người ta và chúng tôi có một cái sự minh chứng của các nhà khoa học đấy, bởi vì những cái củ sâm của chúng tôi khi mang ra là có mang đi kiểm nghiệm và có giấy chứng kiểm nghiệm đàng hoàng, nhưng người tiêu dùng vẫn không công nhận nó. Đấy thực sự là một cái vấn đề nản trong cái góc nhìn và cái góc tiêu thụ của chúng tôi đối với tiếp cận với thị trường. Do khoảng cách về địa lý nên chi phí mỗi lần tham gia các hội chợ không hề nhỏ. Trong khi đó, hiệu quả thì không đáng kể. Từ chỗ rất tâm huyết, rất quyết tâm, đôi lúc chị Huệ cũng trở nên hoài nghi về con đường mình đang đi. Chị Huệ sẽ phải làm gì để tiếp tục giải bài toán thị trường cho sản phẩm của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thời điểm bi quan nhất của chị Huệ cũng là lúc dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, chính nhu cầu cao về sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng đã trở thành động lực để chị tiếp tục hành trình giang dở của mình. Cây sâm là một cây thuốc quý, là báu vật của Việt Nam. Nó là một trong những cái ngành chủ chốt trong ngành y dược và chăm sóc sức khỏe. Từ đó mình thấy được cái tiềm năng của cây sâm này đối với sức khỏe của con người rất là cao, và cái nhu cầu người tiêu thụ về sâm cũng rất là lớn. Chúng ta nhìn ra thế giới, đó là Hàn Quốc, một năm người ta bán rất nhiều sâm vào thị trường Việt Nam. Vì lý do đó khi mà lên đây mình thấy được cái vườn sâm nó bạt ngàn, nó xanh mướt, thì mình nhận ra được cái tiềm năng để mình cạnh tranh với thị trường sâm quốc tế. Vẫn đặt niềm tin vào việc quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, nhưng lần này chị Huệ đã chọn một góc tiếp cận mới. Những cây sâm này được chị cất công đưa từ xã Giang Ma xuống thủ đô Hà Nội. Trải qua quãng đường xa cùng sự chênh lệch nhiệt độ, cây sâm đòi hỏi chế độ chăm sóc nghiêm ngặt. Dù vậy, chị vẫn dùng chúng để trưng bày tại gian hàng của mình. Thậm chí những củ sâm ở nhiều độ tuổi khác nhau cũng được giới thiệu, mang đến màu sắc mới lạ, thu hút cho khách hàng. Tôi kỳ công hơn là mang những củ cây sâm tươi tại vườn xuống dưới Hà Nội để có thể khách hàng nhìn nó, sờ lấy nó, ngắm nó và ngửi thấy nó. Minh chứng của nó đây. Nó trong tay tôi đây.
và tôi nhìn thấy nó đây, thì chúng ta luôn là tôi phải nhìn được, tôi phải sờ được, tôi phải nắm được thì tôi mới công nhận nó. Những cây sâm như nhân chứng sống kể lại câu chuyện của chính mình ở đại ngàn Tây Bắc đã thật sự thuyết phục được khách hàng. Đã có những vị khách dừng chân lâu hơn tại gian hàng, thưởng thức những tách trà và cuối cùng là lựa chọn sản phẩm để sử dụng. Từ cái khi mà tôi biết đến cái vùng Lai Châu, mà cái vùng đất ở trên đấy nó rất hợp với lại một cái loại sâm mà nó cũng không khác gì sâm Ngọc Linh, thì tôi bắt đầu quan tâm. Những tín hiệu tích cực ban đầu đã giúp chị Huệ trở nên tự tin, vững vàng hơn. Chị tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất bằng cách liên kết với bà con. Sự mạnh dạn của chị Huệ đã nhanh chóng lan tỏa, tạo nên một làn sóng phát triển kinh tế trong cộng đồng người Dao, người Mông ở xã Giang Ma. Trước đây thì là chúng em về trồng sâm thì là đang theo hộ gia đình, tự cung tự cấp, thì về số lượng là chất lượng chưa được nhiều. Tuy nhiên là trong khi hợp tác xã và anh chị lên hỗ trợ thì là hợp tác xã và bà con đã kết hợp với nhau để sản xuất về cái số lượng và cái chất lượng sâm, và số lượng sâm đạt số lượng và chất lượng tốt như hiện nay. Như chị Huệ đó, chị đấy có cái kiến thức về cái kết nối hay những cái kiến thức về thị trường, và đó là những cái lợi thế cho cái hợp tác xã này. Và chính là cái lợi thế hợp tác xã thì cũng là lợi thế cho người sản xuất hay là người nông dân trên địa bàn huyện Tam Đường này, để kết nối giữa hợp tác xã với người dân và có thể quảng bá cái sản phẩm sâm Lai Châu này rộng rãi ra thị trường. Cùng với đó, chị Huệ cũng nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm chế biến mới, tận dụng mọi cơ hội để có thể đưa sản phẩm ra thị trường. Khi chương trình Mỗi Làng Xã Một Sản Phẩm OCOP được triển khai tại tỉnh Lai Châu, chị Huệ hiểu rằng mình cần nắm bắt ngay cơ hội này. Cùng với các thành viên trong hợp tác xã, chị đã đầu tư nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã bao bì và làm hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP. Với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp địa phương, hai sản phẩm trà sâm đã được chấm 3 sao, được xuất hiện tại nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng, và mục tiêu tới đây sẽ là xuất khẩu. Sản phẩm OCOP là một trong cái sản phẩm nó được công nhận bởi rất nhiều những cái tiêu chuẩn. Đấy là một trong những cái mà để cho cái người tiêu dùng tạo niềm tin. Từ đó, khi những cái sản phẩm OCOP của những người nông ra đời thì nó thúc đẩy cho cái sản lượng nhiều hơn, bởi vì người tiêu dùng họ tin cậy hơn, họ sử dụng nhiều hơn. Đến nay, với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, sâm Lai Châu đã có định hướng phát triển trở thành quốc bảo của quốc gia. Tuy nhiên, những người mở đường trên hành trình đi tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu như chị Huệ vẫn được nhiều bà con vùng sâm Lai Châu nhắc đến. Đối với người phụ nữ này, có lẽ đó chính là sự ghi nhận lớn nhất, là động lực để chị tiếp tục cùng người Lai Châu nỗ lực đánh thức sâm, báu vật được ví là lộc trời, là nàng công chúa ngủ dưới tán rừng Tây Bắc.